này sáng mùng 2. Cây mai năm nay đỉnh điểm là ở sáng mùng 2. Mười giờ sáng. Mùi hương bắt đầu nó nồng rồi, gió thổi nghe hương thơm ghê. Tết ở quê yên bình, mọi người nghe chim kêu, là đà chuẩn bị kêu, ốc mít, cu gáy, bình vạch, gà, con gì Yến Nhung, chào mèo, sâu đầu đỏ. Cô phá. Chích gì đó. Này năm nay cầu cho nó thuận lợi, làm có tiền xây cái nhà nữa, cho cái cây này nằm chính giữa cái sân là quá 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 đẹp, làm cái sân thật là đẹp. Cái tán cây này bây giờ nó tầm khoảng 6 mét hơn này, ra thêm 2 mét nữa thôi bự, tức là chiều cao của nó cũng tầm 6 mét. Này, nó rực rỡ này. Này ở đây là mình cũng đủ hết, giờ chỉ cần lên một cái nhà nữa là ok. Nhà bây giờ chắc phải khoảng 700, làm kiểu nhà ngói xưa xưa với ở chỗ yên bình thì là quá hợp lý. Phải cố gắng cho em Mai này nằm ở khu vực này, ít bữa sẽ đưa một góc nhỏ ra ngay chỗ cái chỗ bãi cỏ trước đông đá đó, có góc nhỏ bên kia, có góc nhỏ đẹp. Mai năm nay nói chung là bông nó không dữ dằn bằng năm ngoái, nhưng mà nhìn cũng đẹp, tại giờ có cái tán mình kéo xuống năm vừa rồi. Thấy cây này nhỏ không, nó nằm trong mát thôi mà bông nó vẫn rực rỡ. Thôi có anh Mai bonsai của mình kinh điển. Chưa chết là may rồi. Bông nó đẹp lắm. Bông người ta mình mua lâu lắm rồi mà mình không chăm, năm nay mình phải chăm cho bằng đẹp mới được. Mùng 2 coi anh nở coi. Để quay xe xe ra. Đúng. Chơi cái gì mình cũng phải cố gắng chăm sóc nó là nó đạt được. Cây mai nhỏ, cây mai nhỏ mình thích cái cây mai nhỏ này.
năm vừa rồi nó lép hết một tán luôn, năm vừa rồi cái tán bên này, cái phần ở bên này là anh không có nhánh, anh nghiêng hết qua bên kia, tại khi xưa nó bị lép á, xong cái mình kéo cành một năm dấu kéo vẫn còn vết, vẫn còn dấu kéo nữa. Nó hàng luôn. Để rồi, mua đồ là để nó tán, nó ổn định, bứng ra bên kia. Rồi tạo dần dần là nó được như cái cây bự thôi. Mà bông này, màu bông nó đẹp. Quá đẹp. Nó đậm. Coi cái nhầy dính bung. Bung đẹp đi kìa. Bông bự, loại bông này nó bự, búp nó dài. Chị đưa anh này ra, coi vậy nó nhỏ nhỏ chứ mà nó cũng 7-8 năm rồi đó, chứ không phải thường đâu. Tại vì do không chăm cho nên nó ốm nó dưới. Để mình chăm nó lại. À, hồi xưa cái cứ để đại, nhưng mà bây giờ chơi thì có cây mai nó lớn rồi, tại khóa chơi mai ghê gớm. Nên năm nay tập trung chơi. Như cây bên này thì cái nhị nó không bung như cây bên kia. Nhị nó như vậy. Cây bên kia nhị nó bung. Được góc này đẹp. Chơi thích. Háo hức. Chào mọi người ha. Chúc năm mới làm ăn thuận lợi. Nhiều sức khỏe. Cuối năm là đạt những gì mình mong ước.